hỏi, vậy tại sao trong sách nói có khí công? Hòa thượng, sách thì nói hồ đồ, nuốt chửng hết cả vào trong đó mà. Họ vốn là không có hiểu, nên ngay cả cái danh từ khí công mà cũng nói sai. Thiệt tình thì gọi cái tên đó không phù hợp chút nào. Vì khí thì không có công, nên không thể gọi là khí công. Vậy gọi là công gì đây? Gọi là yêu công, giống như yêu quái, hay gọi là ma công, là tẩu hỏa nhập ma rồi đó. Có quỷ công tới rồi, bèn rung lập cập. Nghiêm Tân, một thầy khí công nổi tiếng ở Trung Quốc, cũng đã nói, đó gọi là tự phát công. Một số người trong các vị cũng không biết là gì, vốn chẳng biết nó là chuyện gì nữa. Khi vung tay lạy bẫy là quỷ đã bám nhập vào thân mình rồi. Vì không có định lực cho nên nó cứ ở trên người mình mà rung lạy bẫy như vậy đó. Có số người cho rằng đó là nội công, nhưng thật ra họ vốn không hiểu gì cả, lại còn nói là ứng nghiệm quá. Đó gọi là thần công đấy. Thần công là gì? Thần công thì không có chuyện rung lạy bẫy như thế đâu, bởi vì thần có chút định lực, hệ khí định thì thần an. Đây giống như khi quý vị đưa tay ra, đó không phải là khí bảo quý vị đưa tay ra, mà đó là bên trong tâm thần quý vị muốn đưa tay, cho nên mới đưa tay ra. Vì Trung Quốc không cho phép nói thần, nói quỷ, nói yêu quái, rồi chính bản thân họ cũng không biết họ là loại thần, quỷ, yêu, ma, ngư quỷ hay xà thần gì cả, cho nên cứ hồ đồ nói đại là khí công. Khí thì không có tri giác, nó cũng không thể làm gì, thì làm sao có công cho được. Hễ mà nó xuất ra là tan biến ngay. Vì vậy, có một số người quen rồi nên không thấy, cứ nói khí công, khí công, khí công. Đợi đến lúc khí chết rồi mà họ vẫn còn ở đó công nữa chứ. Hỏi, nhưng sao ở Đài Loan có khí công? Hòa thượng, đều là mấy thứ vô tri, ngay cả danh từ mà họ cũng không rõ. Hỏi, ngài là đại sư phụ, vậy ngài có phương pháp gì để sửa đổi nó không? Hòa thượng, quỷ đó mà thấy tôi là chúng chạy mất rồi. Hỏi, ở Trung Quốc mọi người đều công nhận ông Nghiêm Tân là đại sư đệ nhất khí công, lại còn có những vị có công phu cao cường hơn vẫn chưa xuất hiện. Hòa thượng, ông ấy nói sư phụ của ổng mấy nghìn tuổi, còn tôi nói là đệ tử của tôi mấy nghìn tuổi là thật đấy. Hỏi, chính bản thân vị đại sư khí công đó vốn là ăn chay, vậy có kể là người tu hành hay không? Hòa thượng, là ông ta ăn cái thuật đồng cốt đấy.